Nghĩ xin chào mọi người nha. Ăn mì gói cả nhà, ăn sáng, rau má, đó, thích ăn vậy bà con. Trời ơi, hôm bữa thì Nguyễn nói mua đó, mà ăn chưa có hết đó. Nó còn nguyên một thao luôn. Cũng còn nữa luôn cả nhà. Mua một ký á, ăn hổm gài nè. Trời ơi, nó non mà nó ngon. Mấy giường nè, một bữa mua với chợ Hóc Môn đó. Mà ăn hổm gài chưa hết rồi đó. Rồi, bỏ vô. Đứng lên lấy cái muỗng. Rồi, chị Nguyễn mời mọi người ăn mì gói nha. Ăn đơn giản mà ngon nha. Rồi, cái đòi đất mình nó nóng á cả nhà. Nấu để giữ độ á, cái mình bỏ cái rau vô. Thì nó ăn rau giống như là trâu ăn cỏ. Mà nhỏ dưới quê nghèo rồi, tối ngày hái rau ăn không à, quen rồi bà con. Mà thích ăn rau. Mà mọi người nha, trời mưa ăn đồ nóng. Cái này mì lẩu Thái. Lẩu Thái hợp. Này thì mì không có nặng tắt vô, nó có cái vị chua sẵn này. Hồi xưa đi làm đêm á cả nhà, làm 12 tiếng buổi chiều, 6 giờ tới 6 giờ sáng á. À, đem mì gói với rau má theo. Trời ơi, đã tụt huyết áp rồi mà lại thích ăn rau má, mà ăn đêm, ăn 12 giờ khuya nữa. Không có biết à, mua tép, mua thịt bò gì mình xào chín ha, rồi mình để vô mình ăn cho nó có dinh dưỡng ha. Hồi đó không có biết gì dinh dưỡng hết trơn. Nó làm tới sáng là bắt đầu mình nhức đầu, mà đau đầu quá chừng luôn mà không biết làm sao. Cái về tự nhiên mình ăn sáng vô cái mình hết. Và từ đó mới biết là mình bị tụt huyết áp đó nha.
hăng đồ bổ vô thì nó hết. Cứ làm hả, làm ăn đêm nguyên đêm 12 tiếng á, rồi mình với lại ban ngày về á, thì Nguyễn cũng không có ăn thịt thà nhiều được như bây giờ. Bây giờ còn ăn nhiều được, hồi đó như là mình ốm mình không có đề kháng cả nhà, ăn không có được thịt mà nấu mà không có mềm mềm mà ăn không được. Cái mình ăn cơm với canh không, rồi đi làm ban đêm nguyên đêm nữa, rồi tới nửa khuya mình ăn nữa. Mình thức đêm á, nó không đủ giấc ngủ á, ban ngày về ngủ cũng nhiều nữa, mất chăm con. Hôm nào cái sáng là đau đầu khủng khiếp luôn, rồi ghé ăn sáng như ủa sao tự nhiên nó bớt đau đầu, rồi từ đó mình mới biết. Hăng ra má còn sống sống thì nó giòn cả nhà. Cái nước nãy nóng mình bỏ vô là nó sẽ bị dai liền. Còn không có. Nước nó còn nóng, trộn vô ăn luôn. Ăn mì gói có rau thì Nguyễn ăn nha, còn không có rau thì Nguyễn ăn. Giống như thấy nhán tớ vậy đó, có rau vô ăn hết. Không có rau cũng phải có dưa leo. Rau lan, rau muống, rau má, ba loại rau thích ăn, cải trắng. Ăn
cái mì thì Nguyễn ít uống nước lắm cả nhà, uống một hai muỗng. Mì nó độc hại á, nó ra cái chất á, nên mình ăn cái rồi. Thì Nguyễn cảm ơn mọi người nha, cái ra mọi người hẹn gặp lại.